Hồi trước ấy, cái hồi mà kiểu còn bé ấy, kiểu hồi cấp 1, cấp 2 ấy, thì nói thật là mình kiểu thuộc dạng đầu to mắt cận. Tức là mình kiểu chỉ có học hoặc là chơi game thôi, chứ còn không có bao giờ mà quan tâm đến những cái chuyện, ví dụ như là chuyện giao tiếp quan hệ hay chuyện bạn bè, hay là kiểu chuyện bạn trai bạn gái linh ta linh tinh. Kiểu hồi đấy con gái đối với mình nó rất là phù du, mà lại còn mấy cái con mà hay ngồi cạnh ấy, suốt ngày kiểu cầm thức kẻ đánh 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 khó chịu không biết. Dạo này là thấy học hành sao nhãng lắm đấy nha, có phải là có người yêu không? Mẹ làm sao ấy, yêu đương gì linh ta, con thả bây giờ thèm yêu nhá. Yêu đương bạn gái bạn trai tốn tiền một chàng, dành tiền đi mua truyện tranh còn hơn, con thật cả đời cũng không được thèm yêu. Lớn hơn một chút, lên kiểu cấp 3 hoặc là đại học thì bắt đầu có thêm những cái chuyện, ví dụ như là chuyện yêu đương, chuyện tình cảm thế này thế kia, nào là chuyện tán ai này, rồi đứa nào thích đứa nào, ai ngỏ lời với ai, chia tay chia chân cãi nhau này kia vân vân. Nói chung tình yêu tuổi học trò dù bây giờ có nghĩ lại mà kiểu cảm thấy là nó rất buồn cười, nó không có gì to tát cả. Nhưng mà nếu mà được hỏi thật lòng ấy thì có lẽ là nói thật là ai cũng sẽ rất là bồi hồi mà nghĩ rằng là giá mà hồi trước mình như này, giá mà hồi trước mình như thế nọ vân vân. Giá mà hồi đấy mình tỏ tình trước, giá mà hồi đấy mình không gọi cô ấy là con thần kinh, giá mà hồi đấy mình vuốt keo nhỉ, giá mà hồi ấy mình chăm tắm hơn, giá mà hồi ấy mình rửa tay sau khi đi vệ sinh, giá mà hồi ấy mình đòi quà khi chia tay, giá mà hồi đấy mình học chăm hơn nhỉ. Rồi lớn hơn một chút nữa thì có thêm chuyện sự nghiệp, tương lai, rồi cách nghĩ, cách sống, các thứ. Nói thật là theo mình, đến khi mà sống đến cuối đời, nhìn lại thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng chắc chắn sẽ có ít nhất một điều hối hận trong quá khứ mà mình muốn thay đổi. Hôm trước thì mình có đọc một cái bài báo về những cái điều hối hận, những cái điều tiếc nuối của một người già sắp chết. Sau khi đọc xong thì nó làm mình kiểu suy nghĩ một thời gian. Có một sự thật này tôi phải nói với bà, nếu không tôi không nhắm mắt được. Sao hả ông? Nói thật là tôi đã từng ngủ với chị gái bà và em gái bà. Thôi ông đừng nói nữa, ông hãy nghỉ tiếp đi. Không, phải nói ra thì tôi mới yên lòng nhắm mắt được. Tôi đã bảo ông đừng nói nữa mà, nằm nghỉ đi để thuốc độc nó ngấm. Giới trẻ hiện nay theo mình thấy là có nhiều bạn mà chỉ sống vì những cái niềm vui trước mắt, những cái lợi trước mắt mà quên đi những cái hệ quả, những cái tác động lâu dài. Nói thật là có những người bạn mà ngay xung quanh mình đây, mình cảm thấy là sống chỉ vì những cái niềm vui nhất thời trước mắt, như là kiểu suốt ngày đi bar này, hay là uống rượu, uống thuốc vân vân các thứ. Không nói là đi bar sai trái hay là độc hại hay cái gì cả. Nói chung cái việc mà giao lưu, nhảy nhót các thứ, vui chơi các thứ thì mình cảm thấy nó rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là cái việc mà sử dụng chất kích thích này, hay là chất gây nghiện, hoặc thậm chí là uống rượu, hút thuốc quá nhiều. Quẩy lên nào, quẩy lên, quẩy lên nào, quẩy tôi không còn ngày mai nữa. Các bạn hãy thử ngồi xuống, suy nghĩ một lúc và thử tưởng tượng rằng là nếu mà có một điều trong quá khứ mà bạn có thể thay đổi thì bạn sẽ thay đổi điều gì?